diệt thiên tuyệt địa, chấn nhiếp thương sinh, chiếm xuất vô tình, tước đoạt mọi quyền lợi sinh tồn của vạn vật trong trời đất. Hữu tình thiên địa, lay động tâm can, kiếm trung hữu tình, sinh linh vô tội tùy khiếp nhược mà lại bình an, kẻ đáng tội ắt nhân bại thân vong. Cả hai phiên bản kiếm nhị tập tam vừa đề cập đều là tuyệt cường kiếm chiêu trong thiên hạ, nhưng không phải là bất bại. Chúng đều tồn tại kiếm quyết mà nếu địch thủ nắm bắt được sẽ có thể tận dụng để phá giải. Vậy thì tiến cảnh cuối cùng là lục diệt kiếm nhị thập tam liệu có thể xóa bỏ kiếm quyết của hai phiên bản trước đó để chân chính trở thành một kiếm chiêu hoàn mỹ, thiên hạ vô địch? Chuyên mục khoa học lần này sẽ đưa ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi, cũng như lý giải trận quyết chiến giữa Tiểu Kiếm Thánh Long Nhi và Đông Doanh Thiên Hoàng Liền Thành Chí. Mời các bạn khán thính giả cùng theo dõi. Kiếm tâm địa ngục là nơi tâm tối nhất mà bất cứ kiếm thủ nào trong thiên hạ cũng sợ phải đối mặt. Nơi tâm tối đó vì đâu mà hình thành? Là vì sự đình trệ tu vi kiếm đạo, nỗi nhục nhã ê chệ vì chiến bại, cảm giác tủi hổ khi đối thủ kiếm hạ lưu nhân. Nói cách khác, ngắn gọn hơn, chung nhất hơn, kiếm tâm địa ngục bởi kiếm bại mà thành. Hoàng Phủ Kiếm trở về Thánh Kiếm Môn sau chiến bại trước Đông Doanh Kiếm Thánh Liễu Sinh Vô Cực. Còn chưa kịp nghiền ngẫm lời gợi ý về tiến cảnh kiếm 23 của đối thủ, thì ông lại phải đối mặt với hoàn cảnh còn tồi tệ hơn việc thua trận gấp nhiều lần. Thê tử bội phản, huynh đệ bán đứng, vừa bị hạ độc thủ, lại vừa bị giam cầm trong sơn động. Nỗi đau bại trận còn chưa nguôi, sự nghiệt ngã của thói đời bạc bẽo như xác thêm muối vào vết thương đang rỉ máu. Vùng lên đầy cuồng nộ, giết chết hai kẻ bội bạc vô luân, Hoàng Phủ Kiếm trong cơn bi phẫn đã định tự mình kết liễu. Nhưng kiếm ý của kiếm nhị thập tam sâu trong tâm thức đã ngăn ông lại. Là kiếm chiêu có linh tính, hay bởi chí nguyện chưa thành níu giữ kiếm tâm, khiến Trung Nguyên Kiếm Thánh phải tiếp tục sinh tồn. Thống hận cùng cực chẳng thể nào kìm nén được nữa, Hoàng Phủ Kiếm phẫn nộ ngước mặt hỏi trời, nhưng thứ hồi đáp chỉ có âm hưởng kinh lôi vọng lại từ không trung. Chẳng rõ đó là thiên nộ hay sự hồi ứng mãnh liệt của kiếm nhị thập tam trong thể nội. Ngay tại lúc này, lục đạo kinh lôi từ trời cao như bị ngoại lực khiêu dẫn đồng thời phóng xuống. Hoàng Phủ Kiếm tuy ở trong động, nhưng uy lực sáu đạo kinh lôi kia chẳng phải tầm thường. Chúng xung phá đỉnh núi, đánh xuyên vào động, hướng thẳng đến ông. Ngỡ rằng tính mệnh khó giữ, thì kỳ tích đã xảy ra. Mạng sống vẫn được bảo tồn, dấu ấn giữa trán sáng rực như được khai thông. Hoàng Phủ Kiếm bỗng chốc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên chỗ vừa bị kinh lôi đánh trúng, thì chợt nhìn thấy hình dáng đỉnh núi, tựa hồ được kinh lôi đẽo gọt thành lưỡi kiếm sắc bén đâm vào không trung. Kiếm ngấn từng tầng phóng thẳng lên trời. Sáu vết ngấn dường như uẩn hàm hình ảnh của sáu đường kiếm khác nhau. Hoàng Phủ Kiếm rốt cuộc cũng đã minh bạch, lục đạo kinh lôi đánh xuống lúc nãy đích thị là bị dẫn động bởi chiêu ý của kiếm nhị thập tam trong thể nội, qua đó triển hiện cho ông ta thấy kiếm lộ cường liệt hơn của kiếm nhị thập tam. Dấu ẩn nơi mi tâm hóa thành kiếm mục. Giờ đây, sáu đường kiếm bất đồng không còn mờ ảo nữa, hình dáng của chúng trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn trong tâm trí Hoàng Phủ Kiếm. Chưa hết, điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Kiếm mục ở mi tâm phút chốc thông tuệ như thiên nhãn, từ trong lục đạo hình ý mà thấu rõ quá khứ vị lai, tiền thế kim sinh, cái gọi là lục đạo luân hồi. Hoàng Phủ Kiếm cứ thế lưu lại sơn động, ngày đêm nghiên cứu bí ẩn lục diệt. Chẳng ngờ nửa tháng sau, giữa lúc tu luyện, ngực ông bỗng nhói lên cơn đau không gì tả xiết. Tự mình kiểm tra nội tức, Hoàng Phủ Kiếm thất kinh, phát giác ra rằng bởi vì ông ta một đời
đánh bại vô số kiếm thủ, tinh lực tiêu hao đã đến cực hạn. Sinh mệnh lúc này khác nào đèn khêu trước gió. Than ôi, ông trời gieo cảnh trớ trêu để Hoàng Phủ Kiếm lĩnh ngộ được ý nghĩa lục diệt, mà lại chẳng độ ông ta luyện thành tối cường chi kiếm. Oán hận giờ đây cũng chẳng cứu vãn được gì. Sau cùng, Hoàng Phủ Kiếm tự trấn tĩnh, bình tâm suy ngẫm, dùng chút hơi tàn còn sót lại đem lục diệt kiếm ý tất cả viết thành lục diệt bí bản. Ông ta tin tưởng sâu sắc, chỉ cần sinh mệnh tuần hoàn không dứt, rồi sẽ có kiếp sau hữu duyên tìm lại được bí bản, lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu lục diệt. Hoàng Vũ Kiếm một đời truy cầu kiếm đạo, từng đứng trên đỉnh cao, cũng có lúc chìm sâu dưới vực. Cuối đời tuy ngộ được kiếm ý, lại chẳng thể thành chiêu, là chưa đến thời điểm vận mệnh oái oăm hay thiên đạo khó trái. Đáp án chỉ có thể chờ đến kiếp sau. Nhân hữu thời tận, kiếm ý vô cùng. Hoàng Phủ Kiếm chết đi, lục diệt bí bản lưu lạc giang hồ. Nhân sĩ võ lâm không hiểu huyền cơ, vì tranh đoạt kiếm phổ mà gánh lấy hậu quả đáng sợ. Hơn 300 năm sau, dưới sự chỉ dẫn của Tiếu Tam Tiếu, Bộ Kinh Vân tìm lại được lục diệt chi kiếm bí bản, thông qua võ gia thiên hạ mà giao nó cho Tiểu Kiếp Thánh Long Nhi. Thời khắc Long Nhi lật mở lục diệt bí bản, hàn khí bên trong ồ ạt tuôn trào, triển hiện cho cậu thấy đây là một thứ tuyệt thế kiếm pháp khiến nhân tâm khiếp nhược. Hoàng Phủ Kiếm với kiếm ý lưu lại trong bí bản đã giao tiếp với Long Nhi qua tâm thức, dẫn dắt cậu đi hết thăng trầm một đời để nhất thể trùng nguyên kiếm thánh, để cho cậu chân thực nếm trải cảm giác khi rơi vào kiếm tâm địa ngục. Ông ta cũng chỉ ra mối liên hệ tiền thế kim sinh, sứ mệnh truy cầu kiếm đạo của các đời kiếm thánh. Long Nhi đứng lặng một đoạn thời gian, bí bản và bội kiếm trong tay cùng lúc rơi xuống đất. Song thủ đột nhiên xuất ra hai luồng khí, một đen, một trắng. Tại đan điền lại ẩn phát một luồng khí màu hoàng kim. Ba luồng khí đồng loạt bốc lên, mau chóng tụ lại nơi mi tâm Tiểu Kiếm Thánh. Tam khí hội tụ, tựa như ba thanh tuyệt thế thánh kiếm đang xen vào nhau. Những chuyện tiền thế kim sinh cuối cùng đã hòa làm một. Cảm thụ tường tận kiếm tâm địa ngục sâu thẳm nơi tâm khảm Hoàng Phủ Kiếm, kèm theo sự dẫn động bởi lục diệt bí bản, kiếm ý của tam thế thánh kiếm đã hoàn toàn xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch trong thân Long Nhi. Tiểu Kim Thánh ngước mặt thét lớn: "Tam kiếm đồng tâm, lục diệt vô ngã!" Lúc này, tam đạo cự đại kiếm ý hắc, bạch, kim từ thể nội ngay lập tức bạo liệt phóng xuất, đánh dấu khoảnh khắc Long Nhi chân chính tiếp nhận sứ mệnh của mình. Hoàng Phủ Kiếm sinh thời kiên trì truy cầu kiếm đạo, với Long Nhi có nhân duyên tiền kiếp, cuối cùng đã dẫn dắt cậu rời võ gia thiên hạ, trong vô thức đến được kiếm đạo, khởi nguồn của lục diệt. Với các đời kiếm thánh mà nói, phải nếm trải tất thảy khoái lạc và đau khổ trên đời, tại lúc cực thống cực hận, kiếm mới có thể đột phá thượng tầng, ngộ xuất kiếm nhị thập tam mạnh hơn, chính là lục diệt. Cái gọi là lục diệt kỳ thực là hệ quả sau khi trải qua thiên kiếp vạn nạn. Tâm thái vẫn có thể như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, bạch biển bất kinh, chẳng còn chút sợ hãi nào đối với lục đạo chi khổ. Có như vậy mới đạt thành tối cường chi kiếm. Lục đạo thường thiên khổ, kiếm mục thông tam thế. Lục diệt bí bản kích phát tam thế kiếm ý tích tụ trong thể nội, thúc đẩy Long Nhi khai mở kiếm mục ở mi tâm, giúp cậu nhìn thấy lục diệt kiếm hình trên đỉnh núi. Tiểu Kim Thánh bình định thân tâm, đem lục diệt kiếm ý cùng với tam thế kiếm ý trong thể nội triệt để dung hợp, hướng đến tối hậu lục diệt kiếm nhị thập tam. Tại nơi địa ngục đầy khổ đau, chốn xưa Hoàng Phủ Kiếm chịu nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm, Long Nhi nhắm mắt an định, bắt đầu tái hiện trong tâm khảm lục đạo kinh lôi oanh đỉnh.
Tuy nhiên, mục đích tồn tại của Lục Diệt là để tận gốc tiêu trừ lục đạo chi khổ. Khởi nguồn của nó vốn dĩ sinh ra từ trong hắc ám. Bởi vậy cho nên, chỗ kiếm thánh Long Nhi tĩnh tọa dần chìm vào bóng tối. Ánh mặt trời chẳng mấy chốc đã bị thôn phệ hoàn toàn. Hình thật bất động, tam tâm nhất niệm, lục đạo bất diệt, thể bất thành kiếm. Địa ngục rốt cuộc là ở đâu? Địa ngục thực chất là ở trong lòng. Bởi vì trong lòng Long Nhi chỉ còn hai chữ Lục Diệt, mà Lục Diệt lại chính là địa ngục đối với hầu hết kiếm thủ trong thiên hạ. Long Nhi là kiếm thánh thế hệ thứ ba, kinh lịch kiếm tâm địa ngục của kiếm thánh thế hệ đầu là Hoàng Phủ Kiếm, sau đó đến kiếm đảo, tìm tâm tham ngộ, dung hội kiếm ý của tam thế kiếm thánh và Lục Diệt chi ý. Từ đó thành tựu Lục Diệt kiếm nhị thập tam, trước giờ chưa từng có ai luyện được. Sau nhiều ngày bế quan nơi hang động u ám, Long Nhi tâm thái nhàn định, vạn biến bất động, thì ngày nọ có một vị khách không mời mà đến, là kiếm thần. Tâm thị kiếm tâm, vốn dĩ bình lặng như giếng sâu không sóng, lúc này cớ sao lại đột nhiên dao động? Lẽ nào bởi vì đồng bệnh tương lân? Kiếm thần, một thanh kiếm từng lịch luyện ân nghĩa chính tà lưỡng đạo, tội nghiệp cũng nhiều, mà khổ nhục cũng không ít, đồng dạng từng chìm sâu trong kiếm tâm địa ngục. Theo lời lão kỳ nhân Tiếu Tam Tiếu, kiếm thần vì muốn chuộc lại tội lỗi một đời, đến kiếm đảo là để lĩnh giáo Lục Diệt chi kiếm vừa mới đại thành. Huyền âm kiếm tại thời điểm này đã tiêu tán, kiếm thần chỉ dựa vào kiếm tâm bất khuất của mình mà khiêu chiến Lục Diệt của Long Nhi. Kiếm đạo vô nhai, vạn kiếm duy tâm. Dụng kiếm chi đạo, dù là kiếm khí hay kiếm ý, thì vẫn tồn tại khuyết điểm, sẽ có lúc chẳng cách gì sử dụng được. Duy chỉ có kiếm tâm là vĩnh viễn bảo tồn. Nếu kiếm thủ có kiếm tâm không đủ vững mạnh, thì kiếm chiêu càng lăng lệ, lại càng khó lọc khống chế. Kiếm thần dĩ huyền âm kiếm ý, điều khiển linh hầu tiến chiêu. Long Nhi cũng dùng Lục Diệt kiếm ý ứng chiến. Hai người đem linh hầu làm hình nhân, dĩ tâm vì kiếm, triển khai một trận đấu vô cùng kỳ lạ. Có câu, nhất niệm tam thiên. Chỉ trong một niệm ngắn ngủi, hai kiếm thủ đã giao chiến hơn trăm chiêu, mang tỷ thí kiếm tâm, cuối cùng cũng rõ ràng thắng bại. Kiếm thần thua trận, nhưng thần sắc chẳng chút thất vọng, bởi vì mục đích trọng yếu đã đạt được. Thứ y mong cầu đã lưu lại kiếm tâm. Chẳng bao lâu sau, kiếm thần cố ý rơi vào tay môn chủ Ẩn Kiếm Lưu là chuẩn nhân Thiên Ẩn. Tu luyện vạn đạo xâm la, chuẩn nhân cần thu nạp huyền âm kiếm ý từ những vết kiếm ngấn trên thân kiếm thần để đạt thành huyền âm chi đạo. Trong trận chiến với Bộ Kinh Vân, khi phiên vương đại hội diễn ra, chuẩn nhân Thiên Ẩn thi triển huyền âm thập nhị kiếm phong duệ bức người, uy thế nghiêng trời lệch đất. Ấy vậy mà, đến sau cùng, tối cường sát chiêu lại hoàn toàn bị Bất Khốc Tử Thần phá giải. Huyền âm chi kiếm đến từ kiếm giới hư không, gặp Vô Cầu Dịch Quyết chiêu hóa đại địa, dĩ vô chế hư, xuất kỳ dễ thắng. Nguyên lai, khi cùng kiếm thánh Long Nhi dĩ tâm đối chiến trên kiếm đảo, kiếm thần đã đem Lục Diệt chi kiếm dung nhập vào trong huyền âm lục kiếm của mình. Chuẩn nhân Thiên Ẩn thu nạp huyền âm, đồng nghĩa với việc vô ý tạo ra một sơ hở, một nhược điểm nơi huyền âm chi đạo trong vạn đạo xâm la. Sơ hở bởi Lục Diệt chi kiếm tiềm tàng chính là mấu chốt để Bộ Kinh Vân tận dụng. Lục Diệt kiếm vốn là vô ngã, tâm như hư không, chỉ Vô Cầu Dịch Quyết mới có thể nhìn thấu sơ hở ẩn sâu trong huyền âm chi kiếm của chuẩn nhân. Lục Diệt vô ngã, tâm như hư không, dung nạp vạn đạo, tận phá huyền âm.
Thiên thu đại kiếp như mây mù che phủ thần châu. Đông doanh thiên hoàng liên thành chí, khiêu chiến phong vân, trung nguyên võ lâm thần thoại. Trận thư hùng này cũng là chỉ dấu cho sự khởi đầu của một trượt tai họa. Kiếm Thánh lựa chọn đứng ngoài lời hiệu triệu quần hùng của Thiên Kiếm Vô Danh. Long Nhi cô thân độc hành, một mình một kiếm khiêu chiến liên thành chí. Trong tay Kiếm Thánh là thiên hạ đệ nhất kiếm, tầm sở ngộ là lục diệt kiếm nhị thập tam, dám khẳng định là thiên hạ tối cường chi kiếm. Liên thành chí sát tử đại ma thần, lực tỏa bộ kinh vân, hạ bệ đại đương gia. Con đường liên thành chi chí mà y muốn tiến về đích, ngoại trừ trận chiến với phong vân, kỳ phong địch thủ trước mắt, Kiếm Thánh Long Nhi cũng là chướng ngại cần phải loại trừ. Song phương dĩ ý giao chiến, kiếm ý hai bên dung nhập đại địa, khiến cỏ cây đứt đoạn, giao tranh không ngớt. Tại lúc này, lục diệt kiếm nhị thập tam kiếm xuất khoái tuyệt vô luân, đủ khiến thời gian ngưng động, vạn vật không thứ gì có thể sinh tồn. Còn liên thành chí thân như vô vật, tận hóa hư không, tiến nhập cảnh giới vô. Tu vi hai người có thể rạch phá hư không, đã đạt đến cảnh giới biến hóa trước nay chưa từng hiện hữu. Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, chiến cuộc rồi cũng đi đến hồi kết. Kiếm Thánh toàn thân tổn thương nghiêm trọng bởi chiêu ý của liên thành chí, tay buông thiên hạ kiếm. Long Nhi trút hơi thở cuối cùng, kết thúc một đời kiếm trung chi thánh nhiều thăng trầm. Bại mà không bại, lục diệt chi kiếm của Long Nhi thật ra đã thấu triệt khiếm khuyết trong võ công của liên thành chí. Vậy thì khuyết điểm đó là gì? Nhân tâm rộng lớn mênh mông, cao như núi, sâu như biển cũng chẳng thể so bì. Gác lại ngoan cường cố chấp, phá trừ quy phạm võ học trong lòng, tâm hỏa hư không, lòng chẳng vướng bận, để có thể bao dung vạn vật, thấu hiểu muôn điều biến hóa. Chỉ như vậy mới chân chính đạt được cái gọi là mọi sự vật vốn dĩ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Vô cầu dịch quyết chính là dựa vào ý này, để tùy tâm thông đạt, tùy ý vận dụng. Tương tự như trận chiến giữa bộ kinh vân và chuẩn nhân thiên ẩn, liên thành chí đã vận dụng vô cầu dịch quyết một cách nhuần nhuyễn khi giao đấu với lục diệt của Long Nhi. Dĩ vô chế hư, hòa minh vào vạn vật, ẩn giấu chân thân, như chính cái cách mà Bất Khốc Tử Thần từng làm khi ứng phó diệt thiên tuyệt địa. Thêm vào đó, liên thành chí một thân công phu liệt diệm vô tướng, vốn dựa trên sự kết hợp của xích hỏa thần công tối cao cảnh giới và vô cầu dịch quyết, giúp cho y dễ dàng tiến nhập cảnh giới vô đúng nghĩa. Bản lĩnh liên thành chí trước kiếm nhị thập tam của Long Nhi thậm chí còn cao minh hơn bộ kinh vân một bậc. Thế nhưng lục diệt vốn chẳng phải kiếm nhị thập tam như diệt thiên tuyệt địa hay hữu tình thiên địa. Kiếm này một khi đã xuất là tận diệt lục đạo, không thứ gì ngoại lệ. Liên thành chí dẫu có tận hóa hư không, biến chuyển muôn hình vạn trạng, ẩn thân tài tình đến mấy, thì xét cho cùng y vẫn khó mà thoát khỏi vòng kiềm hãm do lục đạo quy định. Đã là như vậy thì Long Nhi với tối hậu nhất chiêu vạn kiếm xuyên tâm trong lục diệt, hoàn toàn có thể tìm ra chân tâm của liên thành chí để sát tử y. Nhưng chỉ vì tránh cho thương sinh thần châu một trường hảo kiếp, vì hai chữ phong vân mà đành bảo lưu, kiếm thế chưa tận, dẫn đến chiến bại. Kiếm chiêu có thể đưa liên thành chí vào chỗ chết cũng đã chỉ ra nhược điểm trong võ công của y, góp phần vào chiến thắng chung cuộc dành cho phong vân sau này. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bên cạnh Tiểu Vũ, người ghi chép và cũng là người nhìn thấu hư thực trận quyết đấu, Long Nhi mãn nguyện mà rằng: trong trời đất này vẫn có người biết Kiếm Thánh ta cả đời vô địch. Ba đời Kiếm Thánh đã là nhân duyên, tiệt thế kim sinh, thì hiển nhiên những nét chính về cuộc đời, võ học và binh khí sẽ có điểm tương đồng. Dựa trên quan điểm này, có thể minh bạch một số điều như sau.
Các đời kiếm thánh đều trải qua không ít thăng trầm, đều mang chấp niệm cầu kiếm, đều kinh qua kiếm tâm địa ngục của chính mình, đó là kiếm bại. Đường tình ái thì vô vàn trắc trở, sau cùng vẫn là cô kiếm độc hành. Vô song kiếm quyết mà Hoàng Phủ Kiếm sợ sáng với tối hậu nhất chiêu là kiếm 23, chính là tiền thân của Thánh Linh Kiếm Pháp do Độc Cô Kiếm và Tuyết Linh sáng tạo, kết thúc cũng ở kiếm nhị thập tam. Hắc sắc vô song chính là nguyên bản của vô song kiếm. Đặc biệt, thứ gắn kết tam thế kiếm thánh không gì khác hơn chính là Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam. Hữu Tinh Thiên Địa của Long Nhi có lẽ nên được xem là ngoại lệ. Tối hậu tiến cảnh của kiếm nhị thập tam là Lục Diệt Vô Ngã, kế thừa hai yếu tố không gian tử vong và ngưng động thời gian. Nhưng hiếm có độc giả nào nhận ra điểm ưu việt thật sự của nó so với các phiên bản trước đó. Chính là yếu tố dĩ ý ngự kiếm, uẩn hàm trong chiêu, thứ mà Hoàng Phủ Kiếm học hỏi từ Liễu Sinh Vô Cực. Dễ thấy rằng, gặp đối thủ với tu vi ngang tầm hoặc võ học thúc đẩy dị năng, kiếm nhị thập tam sẽ phần nào đánh mất ưu thế. Trận quyết chiến giữa Trung Nguyên Kiếm Thánh và Đông Doanh Kiếm Thánh, hay lần Long Nhi chiến Bộ Kinh Vân ở Kiếm Tông là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Long Nhi sau khi quán thông tam thể kiếm ý cùng Lục Diệt chi ý dung hội, kiếm nhị thập tam mà Tiểu Kiếm Thánh thành tựu là tối cường chi kiếm, với khả năng sinh sát đã vượt xa khỏi giới hạn của hai phiên bản trước đó. Dẫu cho Liên Thành Chí với võ công đặc dị có thể đột phá không gian tử vong và thời gian ngưng động để đấu ngang tay với Long Nhi, thì rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát được lưới rào do Lục Diệt kiếm ý bao trùm. Tự thân y cũng nhận thức được điều đó. Ý diệt tuyệt, kiếm sát tận. Lục Diệt là thế, kiếm chiêu đi qua thì chẳng gì có thể sinh tồn. Kiếm nếu bại thì chỉ có thể là bởi kiếm thủ thù chiêu mà thôi. Một kiếm chiêu với oai lực thí thần sát Phật, đạt đến vô thượng cảnh giới, vô địch bất nghi. Vẫn nói, không có chiêu thức tuyệt đối bất bại, cũng không có võ giả vĩnh viễn vô địch. Thử hỏi, một thứ nằm ngoài thiên đạo như Lục Diệt, nếu tồn tại trên đời, chẳng phải đi ngược lại quy luật vừa nêu, ẩn chứa quá nhiều hệ lụy hay sao? Sứ mệnh của các đời kiếm thánh không chỉ là truy cầu cực hạn kiếm đạo, mà còn là chứng minh trên đời có kiếm nhị thập tam, siêu phàm nhập thánh, thiên hạ vô địch. Đáng tiếc, kiếm có thể đứng ngoài thiên đạo, còn người lại chẳng thể thoát khỏi mệnh trời. Nội dung về kiếm nhị thập tam đến đây xin hoàn toàn khép lại. Chuyên mục võ học lần này cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.